Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, và đây là video tiếp theo trên kênh của A Nhiệm TV, và mình là A Tuyền các bạn ạ. Lại là cái khung cảnh cũ các bạn. Mình và chủ nhiệm lại được một lời trông cậy nhờ các bạn ạ, sẽ đưa Mẩy Hương về nhà chồng. Mấy này thì cưới suốt ngày thôi các bạn, đám cưới liên tục. Và hôm qua cũng là cái lễ hội đại đoàn kết toàn dân của bản mình ấy, cũng rất là say mệt mỏi. Tuy nhiên thì cô đã có lời mời thì bất khả kháng các bạn, rất là khó từ chối. Vì vậy là hai chú cháu vẫn phải đi cùng các bạn nhé, vẫn sẽ đi cùng để xem lên nhà chú rể xem như nào, để khi nào có dịp qua đấy có thể ghé vào đấy chơi chẳng hạn. Đấy, đi cho biết nhà biết cửa luôn. Chú nhiệm thì đang ăn cơm ở trong kia, mình đã ăn xong rồi. Phải ăn cơm thì đỡ say xe các bạn, mình là một người rất là say xe, vì vậy là ngại đi xa lắm. Mấy nay cưới nhiều đi quen ấy, xong rồi cũng đỡ. Đoàn nhà trai thì ngày hôm nay đến 3 xe liền. Hai xe con và một xe bán tải. Bây giờ sẽ đợi các bạn nhé. Sáng nay thì bên nhà gái cũng làm cơm các bạn, đợi nhà trai, nhưng mà họ quyết định là họ không ăn. Họ sẽ đến đúng giờ và đi đúng giờ của họ đã dự tính trước các bạn nhé. Đó. Còn về khoản hiếu khách tiếp khách của người Tây thì nó là cực kỳ là nhiệt tình rồi các bạn ạ. Đấy. À, hôm nay thì Mẩy Hương mình thấy mặc một bộ váy đen. À, cô lúc đi làm mặc váy tày à? Xong rồi lúc làm lễ, cô làm lễ xong cô lại thay váy cưới. À, làm lễ ở đây mặc váy tày xong rồi lại lên trên kia mặc váy cưới mới lên trên kia đúng không? À, làm lễ xong là thay váy cưới luôn đấy. Bà nhầm đã đến rồi. Từ từ các bạn vào trong để xem Mẩy Hương làm lễ các bạn nhé. Xin chào quý vị và các bạn nha. Giờ mình mới cầm máy đây các bạn ạ. Hôm vừa rồi làm ăn cưới ở chỗ nhà gái các bạn. Hôm nay mới gọi là ngày đẹp, bắt đầu nhà trai mới xuống đón để đưa cô dâu về nhà trai đây. Người đây xuống đây là ở bên nhà gái, ở bên nhà trai xuống đông đủ đây các bạn ạ. Hôm nay thì mình cũng sẽ là theo đoàn luôn nhé, cùng với mọi người, các bác, các anh, các chị nữa là sẽ lên trên nhà trai để trên đấy chơi lại giao lưu các bạn. Thế hồi nói chuyện là uống nước chè và ăn bánh các bạn, đến cái giờ đẹp xong rồi đấy bắt đầu di chuyển đi. Mày cho tao mượn cái xe. Không à, ông xin vô là hôm đấy vui đi xe máy về đi xe máy tuổi anh nói đang kể cái chuyện là vừa rồi đám cưới nhà gái các bạn ạ, à, vui mọi người ai cũng nhảy hết cỡ luôn. Theo phong tục của đồng bào Tày của mình, khi mà lấy vợ người Tày các bạn, cô rể sẽ là phải là đội cái mũ lễ trai hoặc là mũ gì một tí chút nữa ra ngoài cổng ha, đi lên các bạn sẽ là phải đội cái nón hoặc là cái mũ gì đấy để tí nữa làm lễ thủ tục các bạn, thủ lễ thủ tục với là ra tiền. Ây da, có vẻ là hơi nặng cổ ấy nhỉ. Đấy, khi mà con gái đi lấy chồng các bạn ạ, à, làm người mẹ thì ai cũng là thương con. Đấy, ai về làm uống rượu nhà các bạn. Đúng theo phong tục của đồng bào người Tày các bạn ạ, cô dâu cũng phải đội thêm khăn vào đầu nữa.
vui là cô dâu hôm nay phải nói là thực sự xinh luôn các bạn. Mặc váy cô dâu đẹp quá. Giờ lành cũng gần đến rồi các bạn nhé, chuẩn bị lên đường thôi. Các bà bắt đầu ép rượu rồi các bạn. Thùy thì đang chụp ảnh để quảng cáo thương hiệu của mình các bạn ạ. Lại tiếp tục này các bạn ơi. Đi đón dâu mà cũng được chục chén rồi các bạn, không phải ít đâu. Lại tiếp tục. Bạn nội của Mấy Hương thì ngày xưa cũng làm chủ tịch hội phụ nữ các bạn ạ, cũng tiếp khách đỉnh lắm. Chỉ cần vài câu nói và vài điệu hát thôi sẽ đưa nhà gái vào thế luôn. Ôi, bà cụ rất là bác kiểu đàn họ nhà trai say mất rồi các bạn.
Ông ơi, có thay tình thay nghĩa, chúng mới thay nhau thì mình mới thay nhiều chứ đừng có nói. Chúng nó không thay nhau thì mình lại không thay nhiều được ông nhỉ? Cho nên là chúng nó thay nhau bao nhiêu thì mình thay nhau bấy nhiêu. Thì các bạn bây giờ hai chú cháu mình sẽ lên xe và di chuyển cùng cô dâu về phía nhà trai và sẽ ghi hình ở tại bên nhà trai. Mình sẽ cho các bạn biết ra thế nhà trai như nào. Rồi các bạn cùng đón xem cái tiếp cái nội dung video này của mình các bạn nhé. Mình lên đường đây. Luật của tôi chào đón. Đây không cho nhiều. Luật của tôi chào đón. Đấy. Không, có đi. Đây, luật thôi nhá. Luật thôi. Chú Nhâm ơi, bây giờ là nhà gái áp đảo nhà trai kinh quá. Tí mình lên trên kia kiểu gì cũng bị trả thù, trả đũa rồi nhỉ. Nghỉ lắm. Thôi đi thôi các bạn, không nói nhiều nữa, lên thôi. Đoàn nhà gái vừa đến nơi rồi các bạn. Mọi người đang xuống xe. Vừa đến là mình đã thấy những cái mâm cỗ được trưng bày ở ngay nhà hàng xóm đây các bạn ạ. Hôm nay sẽ tổ chức giống như là trong chỗ mình các bạn nhé. Họ sẽ thuê một bên sự kiện để làm mâm cỗ và không tổ chức ở nhà hàng đâu. Mấy anh em mình hay trêu nhau bảo là lấy chồng thành phố, nhưng mà cũng không hẳn là thành phố đâu các bạn. Ở đây là một ven của bờ sông ấy, cũng thuộc thành phố Lào Cai. Đấy, chú Nhiệm hôm nay rất là bảnh, nhìn giống như là chủ tịch các bạn ạ. Chú rể là người Kinh, chính vì vậy mà cái thủ tục diễn ra sẽ rất là ngắn gọn đó các bạn. Sẽ chỉ cần cắm một nén nhang lên bàn thờ gia tiên, và sau đó là lại là những câu chuyện của đôi bên gia đình. Hôm nay đi cùng thì có cả bà nội của mình nữa các bạn. Bà nội và bác Mơ. Mẹ của Mai thì mặc hai bộ dân tộc Tày. Các bác ở trên này rất là thích các cô gái Tày luôn các bạn nhé. Xuống dưới vừa nãy giống như các bạn vừa thấy đấy. Bà nội của Hương chỉ cần vài câu hát thôi đã ép cho nhà gái phải uống tầm khoảng chục chén rượu rồi. Họ sẽ rất thích chụp ảnh với lại các bà các cô người Tày ấy.
mà áo bà ba tuổi thọ sẽ là lạ mắt các bạn ạ. Tôi bây giờ sẽ để đợi các bác nói chuyện đi các bạn ạ. Giao dâu, nhận dâu. Chúc phúc đến con dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Bằng tim mới đưa đâu em, công hết cho bằng tình yêu anh có cho em. Về đây thì sống như tiên một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh một cô cường tình. Đây là những cái tiết mục văn nghệ mà bạn của mẹ chú rể các bạn ạ, trong hội nhóm yêu quan họ Bắc Ninh thể hiện. Vâng, tay trên tay bước về sân khấu lúc này đó là một chàng trai của thành phố Lào Cai cùng sánh diện một cô gái của quê hương Bảo Yên, Lào Cai. Giờ phút này cũng đã hiện diện tại trung tâm khán phòng tiệc cưới. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khoác tay nhau để cùng gửi một cái cúi đầu thật sâu đến toàn thể các quý vị quan khách, quý vị khách quý ở phía dưới để cảm ơn đến sự nhiệt thành của toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý trong ngày vui hôm nay. Cô dâu và chú rể đã cùng gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các quý vị, quan khách, quý vị khách quý trong ngày vui. Đó là nghi lễ trao nhẫn cầu hôn, xin mời. Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên một bước để cùng quay lại với nhau, trao cho nhau những kỷ vật trong ngày cưới. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong phút này cô dâu và chú rể của chúng ta đang cùng trao cho nhau những kỷ vật vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng, và đó chính là biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc. Và họ đang tự nhận rằng họ đang trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau cuộc sống. Họ nguyện sẽ cùng đồng cam cộng khổ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống để xây đắp nên hạnh phúc tương lai gia đình của mình mãi mãi cho đến khi đầu bạc sang long. Và xin quý vị dành những trang này để cùng chúc mừng. Và sau khi cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn cầu hôn, xin mời chú rể Hoàng Linh và cô dâu Phan Hương sẽ cùng tiến sang bên phía chiếc bánh gato để cùng nhau chung tay cắt bánh. Xin mời. Vâng, và đầu tiên xin mời chú rể sẽ cùng thắp lên ngọn nến tình yêu. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chung tay cắt bánh gato. Kính thưa toàn thể quý vị, và theo quan niệm của chúng tôi thì chiếc bánh gato tượng trưng cho những điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Và trong ngày vui hôm nay, cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chung tay chia sẻ những điều ngọt ngào này trong ngày vui, ngày trọng đại của mình. Và cũng như vậy, cô dâu của chú rể sẽ cùng nhau chung tay chia sẻ những điều ngọt ngào cho đến mãi mãi. Và sau khi cùng chia sẻ ngọt bùi qua chiếc bánh gato, xin mời cô dâu sẽ cùng với chú rể tiến sang bên phía tháp ly để cùng nhau chung tay rót rượu châm banh. Xin mời. Bước đầu tiên là bóc tem vàng, bước thứ hai là mở khóa bạc, bước thứ ba là xoay ngược chiếc đai thép ngược chiều kim đồng hồ, và bước thứ tư là lắc thật mạnh và sử dụng sức mạnh của ngón tay cái bật ra chai châm banh. Xin mời chai châm banh đầu tiên. Vâng, một chai champagne đầu tiên nổ rất là lớn, rất là tuyệt vời. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chung tay rót rượu champagne lên tháp ly. Kính thưa toàn thể quý vị, và theo quan điểm của chúng tôi, tháp ly tượng trưng cho một nền tảng tình yêu, gia đình hạnh phúc. Và trong ngày vui hôm nay, cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chung tay rót rượu champagne lên trên tháp ly, và họ sẽ nỗ lực xây đắp lên cho mình một nền tảng tình yêu, gia đình hạnh phúc cho đến mãi mãi. We'll be right back.
khi rót rượu trước bánh nền thoát đi, xin mời con dâu của chú rể sẽ cùng tiến lại phía giữa sân khấu để cùng nhau chung tay cùng ly rượu hồng. Xin mời. Và quý vị ơi, MC sẽ đếm từ 1 đến 3 và quý vị sẽ cùng đồng thanh chúc mừng hạnh phúc cùng MC để cùng chúc mừng đến con dâu chú rể ạ. Vâng, chúng ta chuẩn bị ạ. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Xin quý vị nổ những tràng tay thật giòn giá và đừng tiếc những tràng tay để cùng chúc mừng đến con dâu của chú rể sẽ cùng sớm sinh thêm được những quý tử, những bé trai, bé gái thật xinh đẹp và kháu khỉnh ạ. Nước biển mênh mông, phong long đầy tỉnh mẹ, mây trời lầm lầm, không phủ kín không xa. Là những khoảnh khắc trang trọng nhất sau ngày hôm nay, những khoảnh khắc rất là ý nghĩa và tuyệt vời. Các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác và toàn thể gia đình, bạn bè trai, kính thưa các vị khách quý, về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay, tôi tự giới thiệu tôi là Lâm Minh Luyến và góp với đoàn nhà gái của chúng tôi là có bác, có bà và anh chị em của họ nhà gái cũng đến đông đủ để đưa cháu đến họp nhà trai ngày hôm nay. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu và được sự nhất trí của hai bên gia đình, đặc biệt là được sự công nhận của chính quyền hai địa phương, họ nhà trai cũng tìm được ngày lành tháng tốt, cũng có coi chầu câu đến họ nhà gái chúng tôi. Thứ nhất là lễ gia tiên, thứ hai là được đón con cháu của chúng tôi đến làm con làm dâu của gia đình. Thay mặt gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin gửi lại con cháu của chúng tôi cho các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác và toàn thể gia đình họ nhà trai nhận con cháu của chúng tôi làm con làm dâu của gia đình. Tuy nhiên, con cháu của chúng tôi có lớn chưa có hôn, đặc biệt là phong tục tập quán khác nhau, cũng kính mong các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác và toàn thể gia đình họ nhà trai chỉ bảo cho cháu trở thành con thành dâu của gia đình. Thay mặt gia đình họ nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn họ nhà trai đã tiếp đón đoàn hai đoàn họ nhà gái chúng tôi niềm nở, nhiệt tình, chú đáo. Cuối cùng xin chúc hai cháu đầu bạc mái phu thê, chúc các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác và toàn thể các vị khách quý về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay một năm sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, vừa rồi nhà gái đã phát biểu rồi, sau đây nhà trai cũng có đôi câu để đáp lời và để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện bên phía gia đình nhà trai, ông Mai Văn Nhiều sẽ cùng bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
kính thưa các cụ các ông các bà cùng toàn thể hoàng hôn. Người ta nói là ở trên đời có gì vui hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Con ong là mật chỉ yêu hoa, con cá chỉ yêu nước, con chim ca chỉ yêu trời. Người với người sống để yêu nhau. Đấy, cho nên là hôm nay là một ngày hạnh phúc trăm năm của các cháu. Được mà người mới cho bạn thêm. Được hai họ gặp mặt với nhau. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn sự có mặt của gia đình hội nhà gái về với nhà trai chúng tôi đây, cũng để kết nối tình thông gia hai nhà như một, và hai con cháu của hai nhà sẽ là của chung luôn. Và chúng tôi cũng mong rằng kể từ ngày hôm nay hai con và hai cháu sẽ là dấu hiền thể thảo của hai họ hai gia đình. Đấy, thế cho nên là chúng tôi rất là phấn khởi, nên là được các vị khách quý cũng như là gia đình hai họ về có mặt trong buổi hôm nay. Và mấy bố cháu tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc sức khỏe tất cả các vị khách quý và hai họ luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Và chúc phúc cho hai cháu là trăm năm được hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Thắt chặt tình thông gia từ giờ phút này trước sự chứng kiến của toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ chúng ta có thể nói rằng nhà dâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa sâu ở trăm năm, nhà trai nhà gái cũng đã gần rồi. Bắt đầu là di chuyển này các bạn ạ. Khi nãy là ồn ào quá làm các nghi lễ, với lại ở bên nhà trai nữa thì quay ghi một chút ít thôi các bạn, ghi lại những cái gọi là những cái khoảnh khắc thôi. Giờ này sẽ di chuyển về thôi, chắc mình sẽ phép kết thúc video luôn các bạn ạ.